Sao nỡ bỏ nút Home trên iPhone? Dù không phải iFan, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảm thấy khá bực bội khi chiếc iPhone mà chính phủ Mỹ cấp cho ông không có nút Home vật lý. Về nguyên tắc, một người quan trọng như Tổng thống Mỹ vẫn được sử dụng smartphone cho công việc. Tất nhiên, chiếc điện thoại đó phải do bên an ninh cung cấp và được kiểm soát gắt gao. Gần đây, ông Donald Trump được chính phủ cấp cho chiếc iPhone không có nút Home. Sau vài lần sử dụng bất tiện, ông lập tức viết thư cho CEO Tim Cook phàn nàn về điều này. Hiện chưa rõ ông Trump sử dụng iPhone XS, iPhone XR hay một trong số iPhone 11 mới nhất. Tuy nhiên, tất cả iPhone ra mắt năm ngoái đã bỏ nút Home để có thiết kế tràn viền như iPhone X. iPhone 8 là dòng iPhone cuối cùng còn sử dụng nút Home. Được biết, ông Trump đã chuyển từ điện thoại Android sang iPhone từ tháng 3 năm 2017 nhưng không rõ model nào. Đương nhiên, iPhone X không thể là chiếc điện thoại này. Với thiết kế tràn viền và không có nút Home nhưng phải tới cuối năm 2017, iPhone X mới ra mắt thị trường. Nhiều khả năng ông Trump sử dụng mẫu iPhone SE 2 tin đồn. Model này có thiết kế iPhone 8 và không có nút Home.